Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Hùng đang trên đường Trần Thị Cờ, thuộc số 7-4, khu phố 2, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Hùng sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ngôi chùa mới, một ngôi chùa khá cổ kính, tọa lạc tại quận 12. Bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hùng, chúng ta sẽ cùng tham quan và cùng nhau chiêm bái ngôi chùa. Tọa lạc tại số 7-4 trên đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1960. Cũng như bao ngôi chùa khác ở Việt Nam, ngôi chùa được xây dựng với lối kiến trúc truyền thống. Cổng tam quan được xây dựng theo kiểu trùng môn, gồm có một cổng chính và hai cổng phụ ở hai bên. Ở giữa có dòng chữ chùa Hưng Quang, còn hai bên cột của cổng là hai câu đối được viết bằng chữ Hán. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong để cùng nhau chiêm bái tổng thể khuôn viên của ngôi chùa. Khi vừa bước chân vào bên trong, trước mặt của các bạn, nhà chùa có thờ một bức tượng Đức Mẹ Quan Thế Âm Lộ Thiên ở giữa khuôn viên của chùa. Khuôn viên xung quanh của ngôi chùa tương đối là rộng và cũng được trồng nhiều cây xanh. Cảnh quan được bài trí vô cùng là hài hòa và sinh động. Nếu như ở giữa khuôn viên của chùa là điện thờ Đức Mẹ Quan Âm Lộ Thiên, thì bên tay trái là điện thờ Quan Thánh Đế Quân và bên tay phải là điện thờ Thiên Hậu cùng năm mẹ ngũ hành. Mặc dù ngôi chùa không quá lớn, nhưng đây lại là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của bà con Phật tử địa phương ở đây. Trong những năm qua, cùng với các hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng Phật giáo, chùa đã làm tốt các công tác xã hội từ thiện, góp phần cùng chính quyền địa phương trong công cuộc phát triển văn hóa xã hội tại địa phương. Hơn 60 năm qua, ngôi chùa luôn tấp nập người dân địa phương cùng với những người thập phương tới đây chiêm bái và lễ Phật. Ngoài ra thì ngôi chùa cũng hay tổ chức các buổi phát quà, phát gạo, từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thank you.
chúng ta đã tham quan ngôi chùa Hưng Quang tọa lạc trên đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.